Chào mừng quý vị đến với chương trình tham vấn chuyên gia của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Trung tâm Tin tức phối hợp với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thực hiện. Kính thưa quý vị, theo Manpower Group, tỷ trọng ước lượng của những người thành thạo tiếng Anh ở mức độ công việc tại Việt Nam chỉ có 5% và thu nhập bình quân hàng tháng của Việt Nam chỉ khoảng 220 đô la Mỹ so với mức trung bình của khu vực là 2.648 đô la Mỹ. Dù thực tế hiệu suất công việc của người lao động Việt là 4,33% là ngang ngửa so với mức 4,38% trong khu vực. Trong môi trường làm việc toàn cầu và ngay cả ở Việt Nam, việc nhiều người bị đánh giá thấp hơn về năng lực chỉ vì họ nói tiếng Anh kém là có. Trong khi đó, nhiều người, nhất là các em sinh viên, chưa hoàn toàn ý thức được mức độ quan trọng của việc nói tiếng Anh chuyên nghiệp. Khi nói không tốt tiếng Anh, người lao động mất đi tức thời 32% cơ hội nghề nghiệp và kinh doanh. Tiếng Anh đang dần thay thế các ngôn ngữ khác để trở thành ngôn ngữ làm việc chính thức trong các lĩnh vực tài chính, khoa học, chính trị, thương mại. Với mong mỏi và kỳ vọng sẽ cải thiện và nâng cao chỉ số thành thạo tiếng Anh của người Việt, để người Việt thực sự trở thành những công dân toàn cầu, tự tin chinh phục cơ hội ở mọi nơi. Một doanh nhân Việt đã và đang có những bước đi vững chắc đầu tiên của mình khi liên tục được nhắc đến trong danh sách các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và ứng dụng giáo dục hàng đầu thế giới. Với chủ đề Startup Việt xây dựng ứng dụng AI lọt vào top 5 thế giới, mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ với vị khách mời đặc biệt của chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị khán giả Thạc sĩ Giáo dục và Quản trị Kinh doanh Văn Đinh Hùng Vũ. Chị cũng là người vào tháng 3 vừa qua thì cũng cùng với ứng dụng học phát âm tiếng Anh Elsa Speak đã gọi vốn thành công vòng Pre-A trước Syria với con số là 3,2 triệu đô la Mỹ từ Silicon Valley. Vâng, xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên thì Phương Thanh xin dành cho chị Vũ. Được biết chị cũng là từng là du học sinh và cũng hiện là đang làm việc và sinh sống tại Mỹ. Như vậy chị có thể chia sẻ những cái khó khăn về mặt ngôn ngữ mà các bạn du học sinh khi sang nước ngoài học tập họ sẽ gặp những cái khó khăn gì và làm cách nào để họ vượt qua được những cái khó khăn đó và rút ngắn được cái thời gian hội nhập ạ? Thì xin cảm ơn Phương Thanh. Thì giống như Phương Thanh có nói thì Vũ cũng đã có khoảng 10 năm sinh sống và làm việc ở bên Mỹ. Thì những cái ngày đầu tiên mà khi qua học ở Stanford và học theo học cái bằng thạc sĩ giáo dục và thạc sĩ quản trị kinh doanh á, thì cái khó khăn lớn nhất của Vũ bên cạnh việc là làm thế nào để mình hòa nhập vào một cuộc sống mới nó hoàn toàn khác, xa gia đình, thì những tháng đầu tiên, lần đầu tiên mà Vũ cảm thấy là việc giao tiếp với những người bản xứ, với các thầy cô và các bạn là một cái khó khăn rất là lớn. Vũ thì cũng đã theo học tiếng Anh từ nhỏ, khoảng từ lúc 5 tuổi và đã cũng tập trung học rất là nhiều trên trường, trên lớp. Nhưng mà những cái vốn ngoại ngữ của mình đa phần nó chỉ dừng ở việc là thế nào mình đọc được cho tốt và mình học được nhiều từ vựng. Nhưng mà khi mà mình giao tiếp với mọi người thì nó lại trở nên rất là khó khăn. Thì mấy tháng đầu tiên Vũ cũng không có nói chuyện được nhiều với các thầy cô. Khi mà các bạn đi học bình thường mà các bạn tập trung nói thì người ta có thể hiểu mình. Nhưng cái khó khăn mà không chỉ Vũ mà các bạn cộng đồng học sinh du học quốc tế, không chỉ đến từ Việt Nam mà đến từ các nước, cái khó khăn là làm thế nào để trong cái cuộc sống thông thường mọi người nói và mình theo được người ta, mà mình hiểu được người ta nói như thế nào. Hoặc là trên lớp học khi mà thầy cô giảng thì mình có thể hiểu, nhưng mà khi cả lớp bắt đầu tham gia tranh luận thì mình lại không theo kịp người ta, và khi mình nói thì người ta có thể không hiểu mình. Thì nó cũng dẫn đến những sự kém tự tin khi mà các bạn nói và những người bản xứ họ phải hỏi mình lặp đi lặp lại nhiều lần thì mình lại rụt rè, mình không dám nói nữa, hoặc là mình tránh những cái to câu, những cái từ khó đi, mình chọn những câu đơn giản hơn. Ngoại ngữ hoặc là khả năng giao tiếp nó cũng lẫn vào trong cái cuộc sống cá nhân. Ví dụ như là mọi người tham gia tranh luận những cái chủ đề về xã hội mà cái vốn từ của mình không đủ để mà mình tham gia tranh luận thì mình cũng bị lạc lõng trong những cái cuộc tranh luận xã hội đó. Và những cái cuộc tranh luận xã hội đó nó lại trở thành những cái môi trường để mà mình kết bạn, để mà mình tạo nên những mối quan hệ thân thiết sau khi đi làm. Thì đó cũng là những cái khó khăn của người Việt và cũng như là các bạn cộng đồng quốc tế. Thì cái cuối cùng sau khi mà các bạn ra trường đi học chỉ là một phần rất là nhỏ. Có thể các bạn không nói tốt, các bạn vẫn điểm cao được, bởi vì khi mà làm bài thì nó chỉ là tính vào điểm viết mà thôi, không động vào tới nói. Nhưng khi các bạn đi ra xin việc, đi làm thì nó lại trở thành một cái rào cản rất là lớn. Bởi vì các công ty lúc này họ sẽ không coi bạn nói tiếng Anh giỏi thì bạn là một người giỏi, mà họ sẽ dựa vào việc liệu họ có nói chuyện với bạn được lưu loát hay không. Mà nếu như họ so sánh mình với một người bản xứ cùng có những kinh nghiệm và những kỹ năng giống nhau thì họ sẽ chọn người có thể nói năng lưu loát hơn. Thì tới lúc mình đi xin việc, theo kinh nghiệm của Vũ, lúc mà tự bản thân mình đi xin việc cũng như nhìn các bạn bè thì những bạn nào mà không có tự tin trong việc giao tiếp thường khả năng xin việc của các bạn có thể thấp hơn rất là nhiều, và các bạn có thể phải về nước
trong khi là các bạn điểm số rất là cao và kỹ năng cũng khá là cao. Và chắc chắn với những cái kinh nghiệm về những cái khó khăn mà chị vừa chia sẻ, và không phải khó khăn của riêng chị Vũ mà của tất cả mọi người, thì cũng là một cái lý do chính mà Elsa Speak đã được ra đời từ năm 2016. Và có thể nói là khi mà ra đời Elsa Speak thì những người Việt học tiếng Anh thì họ đánh giá rất là cao, và những cái khó khăn của họ, ví dụ như về nghe nói giao tiếp, thì cũng đã được giải quyết nhờ vào công nghệ phân tích giọng nói chính xác cũng như là phản hồi thông minh để giúp cho người học có thể cải thiện được trình độ của mình. Như vậy thì chị Vũ có thể chia sẻ thêm về đứa con tinh thần Elsa Speak ạ? Thì giống như Vũ lúc đầu có chia sẻ với Phương Thanh ấy, cái ý tưởng của Elsa Speak nó cũng đã ấp ủ từ rất là lâu. Nhưng một cái trăn trở lớn nhất là khi Vũ bước đầu qua nước ngoài học ở bên Mỹ 10 năm về đây, về trước á, thì giống như Vũ nói, dù là Vũ đã bỏ ra rất là nhiều công sức học tiếng Anh từ lúc 5 tuổi trở lên, nhưng mà những tháng đầu tiên thực sự mà nói rất là khó khăn. Trong lớp mình giơ tay phát biểu, các thầy cô cũng không hiểu ý mình nhiều. Khi mình đi xin việc thì có những lúc mình không được nhận cái công việc đó, dù mình nghĩ là những kỹ năng của mình là hoàn toàn có thể xứng đáng để nhận được công việc. Và Vũ cũng nói chuyện với nhiều bạn bè cũng như là thầy cô ở trên lớp, thì hỏi lý do là khi tại sao mà họ lại không có tôn trọng mình như là các bạn khác. Thì họ cũng trả lời rất là thành thật, họ bảo là không phải vì họ không tin tưởng mình, nhưng vì khi mình nói chuyện họ phải tập trung rất là nhiều để họ hiểu mình. Hoặc là khi họ không hiểu thì họ cũng rất là ngại, không có muốn làm cho mình xấu hổ, và họ sẽ không có hỏi mình nói đi nói lại. Thì vì như vậy họ sẽ bỏ qua mình thay vì họ là sẽ nói chuyện tiếp tục với mình. Thì Vũ cũng rất may mắn khi mà Vũ có một người bạn rất là thân ở trường Stanford. Thì Vũ nhờ bạn đó là người Mỹ, Vũ nói là làm thế nào để mà bạn có thể giúp Vũ chỉnh cái phát âm từng chút một, để mà Vũ khi sau này nói chuyện Vũ sẽ tự tin hơn. Thì Vũ cũng nói với bạn là Vũ sẽ không có ngại ngùng, sẽ không có cảm thấy là bạn đang tấn công mình, mà Vũ sẽ muốn bạn cứ mỗi lần Vũ nói sai thì bạn sẽ dừng Vũ lại để mà chỉnh Vũ như thế nào. Thì Vũ may mắn trong vòng khoảng 6 tháng bạn đó ngày nào cũng luyện tập với Vũ, thì trình độ nói tiếng Anh của Vũ cao hơn rất là nhiều, dù là ngữ pháp và từ vựng Vũ đã có sẵn. Nhưng mà bây giờ Vũ lại cảm thấy là mỗi lần mình nói mình không phải lặp đi lặp lại nhiều lần nữa, thì mình cảm thấy mình tự tin hơn và mình cũng cảm thấy là người ta lắng nghe mình hơn. Thì khi mà Vũ ra trường đi làm á, thì Vũ muốn trăn trở là làm thế nào để mà tất cả bạn bè trên thế giới, và nhất là những bạn bè học tiếng Anh ở Việt Nam, cũng kiếm được một người bạn thân giống như vậy. Nhưng mà không phải ai cũng có cái cơ hội may mắn được đi ra nước ngoài. Và ngay cả những bạn đã đi ra nước ngoài thì không phải ai cũng có cái cơ hội may mắn kiếm được một người bạn mà chịu khó tận tâm giúp bạn như vậy. Thì Vũ mới nghĩ là với một cái công nghệ nhận diện giọng nói ở bên Mỹ, ở bên khu thung lũng Silicon á, thì nó đã làm được rất nhiều chuyện lớn. Nó có thể nghe được mình, nó có thể làm những cái yêu cầu của mình làm. Nhưng mà nó chưa bao giờ được sử dụng để mà vào việc dạy ngoại ngữ. Thì Vũ nghĩ là mình có một cái cơ hội làm thế nào để mình tận dụng cái công nghệ rất là tiên tiến của thế giới để đưa vào một cái ứng dụng mà Vũ nghĩ cái tầm ảnh hưởng của nó rất là cao cho cộng đồng của người Việt cũng như là cộng đồng học tiếng Anh trên toàn thế giới. Thì lúc đó cách đây 3 năm về trước, Vũ quyết định là sẽ nghiên cứu cái công nghệ này và nghiên cứu coi cái cách nào là cách tốt nhất để mình đưa vào việc dạy ngoại ngữ. Và đó là lý do vì sao mà Elsa Speak được ra đời, với cái mục tiêu là Elsa cũng là một người bạn giống như người bạn Vũ đã từng có ở trường đại học Stanford, để mà theo từng bạn một rất là tận tâm, chỉ cho bạn sai ở đâu, đúng ở đâu, và nếu như sai thì bạn sửa như thế nào. Và khi bạn có một người bạn tận tâm như vậy thì bạn sẽ không cảm thấy xấu hổ giữa một lớp học đông, mà nếu như bạn nói sai mà thầy cô chỉ thì bạn sẽ ngại. Còn ở nhà bạn có thể tập bất cứ lúc nào và cứ coi Elsa như là một người bạn. Thì đó cũng là lý do vì sao mà tụi Vũ đưa Elsa ra đời vào cách đây 3 năm. Vâng. Những cái hiệu quả của Elsa Speak như chị Vũ vừa chia sẻ thì chúng ta cũng đã thấy rồi. Thế nhưng chúng tôi muốn quay lại cái giai đoạn đầu khi mà Elsa Speak bắt đầu được đưa ra thị trường, thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp những cái khó khăn về nhân sự, về vốn. Như vậy thì lý do tại sao mà đội ngũ của mình vẫn quyết tâm để đưa sản phẩm công nghệ giáo dục chất lượng cũng như là ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết những cái khó khăn cho người học tiếng Anh ạ? Thì khi mà Vũ quyết định sẽ tìm kiếm một cái giải pháp cho người học tiếng Anh có thể nói tiếng Anh tự tin và tạo ra những cơ hội mới trong cuộc sống của mình á, thì Vũ cũng làm nghiên cứu thị trường khoảng mấy tháng, cũng muốn tìm hiểu xem là những cái sản phẩm nào hiện giờ trên thị trường họ đã làm, những người thầy cô nào đã tìm những cái phương thức nào để giúp cho học sinh. Vì Vũ biết là nếu như mà một khi mà mình chọn một cái con đường khởi nghiệp ấy, thì nó là một chặng đường dài 7 đến 10 năm. Vũ thì không muốn là phí thời gian của mình để làm lại những cái sản phẩm mà người ta đã làm mà chỉ làm tốt hơn một chút xíu mà thôi. Cái đó không có gì là sai, nhưng Vũ thì Vũ muốn là làm thế nào để thời gian của mình có thể tạo nên một cái sáng tạo mới mà thực sự để lại một cái ảnh hưởng lớn cho cuộc sống và cho xã hội.
Thì khi mà nghiên cứu thị trường và thấy là rất nhiều sự sản phẩm trên thị trường hiện nay cũng như là các lớp học họ đang tập trung dạy vào những kỹ năng như là ngữ pháp, đọc và viết. Riêng kỹ năng nói thì ngoại trừ các bạn, nếu như các bạn có lớp học với lại các thầy cô người Mỹ thì có thể các bạn sẽ khá hơn, nhưng chi phí lại rất là cao. Hoặc như ở bên Mỹ thì các bạn sẽ học với những chuyên gia ngữ âm, họ sẽ là ngồi xuống học với bạn một kèm một, và họ là những người rất giỏi về ngữ âm, họ sẽ chỉ ra cho bạn từng âm một đúng hay sai, và trong một thời gian khoảng 6 tháng tới 1 năm họ sẽ giúp cho bạn phát âm và nói tiếng Anh gần giống người Mỹ hơn là giống với giọng bản xứ. Nhưng mà những người thầy như vậy thường ở bên Mỹ thì họ sẽ tính bạn khoảng 200 đô một giờ, có nghĩa là khoảng hơn 4 triệu một giờ học. Thì chi phí đó rất rất là cao và đa phần các bạn sẽ không thể có trang trải được. Thường những chi phí đó sẽ do các công ty lớn như Google, Facebook họ sẽ giữ chuyên gia cao cấp của họ đi để họ có thể cải thiện khả năng giao tiếp. Thì khi mà Vũ nghiên cứu một thị trường như vậy thì Vũ cảm thấy thực sự mà nói, công nghệ nhận diện giọng nói như Vũ đã nói, nó đã đến một cái tầm khá là cao ở độ chính xác. Nhưng vì công nghệ nhận diện giọng nói hiện giờ được sáng tạo bởi các công ty khổng lồ, họ là những người Mỹ, họ đưa ra công nghệ nhận diện giọng nói để giải quyết những nhu cầu của người Mỹ. Mà nhu cầu của người Mỹ thì vì họ đã nói tiếng Anh rất là tốt cho nên họ sẽ không cần phải thay đổi cách nói tiếng Anh của họ nữa. Trong khi mình là người Việt Nam thì cái khó khăn của mình nằm ở việc nói chuyện tiếng Anh. Cho nên Vũ nghĩ là sẽ có một cái cách nào đó để mình đưa công nghệ trí tuệ nhận diện giọng nói vào việc dạy tiếng Anh. Và nó gần như ở thời điểm 3 năm về trước thì dù là trong nghiên cứu và trong hàng lâm họ đã nghiên cứu rất nhiều về ứng dụng của công nghệ này vào việc dạy ngoại ngữ, nhưng trên thực tế thì chưa có công ty nào thực sự đầu tư để làm chuyện này. Ví dụ như Google hoặc là Amazon họ hoàn toàn có nguồn lực để đầu tư, nhưng vì cái sứ mệnh của họ nằm ở một nơi khác, họ muốn giúp đỡ người Mỹ có một cái cuộc sống tốt hơn dựa vào công nghệ, nhưng họ không có cái sứ mệnh là giúp đỡ cho người học tiếng Anh. Thì Vũ muốn là dùng cái công nghệ mà thế giới đã sáng tạo và đưa vào một cái sứ mệnh mà nó gần gũi với mình hơn. Thì dù nó là một cái chặng đường khó khăn, nhưng Vũ nghĩ cái ảnh hưởng và cái tầm tác động của nó sẽ đến với thế giới lớn hơn rất nhiều so với việc mình chỉ đi chọn một cái sản phẩm mà trên thị trường đã có và cố gắng làm tốt hơn. Thì nó sẽ không thay đổi thế giới nhanh được bằng với một cái sản phẩm mà hoàn toàn có một tính sáng tạo mới. Thì đó là lý do vì sao mà Vũ cũng trải ra một thời gian khá là dài lúc đầu chỉ để đi chiêu mộ và đi kiếm những người tài mà giỏi nhất về công nghệ nhận diện giọng nói. Dù là họ rất là khó để tìm ra bởi vì các công ty lớn đã thu chiêu mộ họ gần hết, nhưng mà mình cũng cố gắng tìm ra những người tài làm thế nào để họ cùng chia sẻ cái sứ mệnh của mình, cùng muốn người nước ngoài học tiếng Anh nói tốt hơn và tạo ra những cái cơ hội mới trong cuộc sống của họ. Thì tụi Vũ cũng lập ra được một cái nhóm khá là nhỏ ban đầu để mà chỉ xây dựng cái công nghệ nhận diện giọng nói này phục vụ cái sứ mệnh riêng của bản thân. Vâng, chúng ta đã nghe chị chia sẻ về những cái điểm nổi bật của Elsa Speak. Và trong phần 2 của chương trình thì chúng ta sẽ xem là Elsa Speak có những cái điểm khác biệt gì so với những cái sản phẩm của các cái ông lớn về công nghệ trên thế giới, cũng như là quá trình chị có thể kêu gọi vốn 3,2 triệu đô la Mỹ từ Silicon Valley. Wait, it's moving. I mean, if I go over here, the camera follows me, doesn't it? You can see up here, right? Yeah. Run past it like quick. God, rinse it in the sink. Now, you have a knife? Whoa! Chiaro Oscuro developed in the Renaissance. Fascinating. I 16. Then. Now up. Trong thời đại ngày nay, giọng nói là một thứ rất quyền lực. Các thiết bị công nghệ hiện đại đều có thể nhận diện giọng nói của bạn để thực hiện nhiều tính năng và hành động khác nhau. Càng ngày, những phần mềm nhận dạng giọng nói càng thông minh hơn, khả năng nhận dạng chính xác hơn, thông tin trả về cũng hữu ích và đa dạng hơn. Người ta còn áp dụng cả những kỹ thuật như data mining, khai thác dữ liệu theo chiều sâu, đưa ra những phân tích về nhiều mặt. Machine Learning cho phép máy móc tự học hỏi thói quen, hành vi của người dùng nhằm cải thiện hiệu suất làm việc của công nghệ nhận dạng giọng nói. Nhận dạng giọng nói được thực hiện bởi phần mềm ứng dụng. Các phép đo trong ứng dụng này có thể là một bộ số đại diện cho tín hiệu thoại. Các tín hiệu có thể được phân chia thành các phần có chứa các từ riêng biệt hoặc các âm dị. Trong mỗi phân đoạn, tín hiệu giọng nói được biểu hiện bằng mật độ hoặc năng lượng trong các dải tần suất thời gian khác nhau. Trong giới phần mềm nhận diện giọng nói, tỷ lệ nhận diện sai 5,1% là con số đáng mơ ước.
Về cơ bản, các phần mềm với tỷ lệ sai sót ở mức độ này có thể sánh ngang với tai người cũng thường bỏ lỡ, nghe nhầm khoảng 5% lời thoại trong một cuộc trò chuyện bất kỳ. What's the weather in LA? Currently, in Los Angeles, California, it's 69 degrees Fahrenheit with mostly cloudy skies. Today, you can expect intermittent clouds with a high of 84 degrees and a low of 62 degrees. Hiện các chuyên gia nghiên cứu lĩnh vực này cho rằng các đối thủ trong ngành đang nỗ lực đạt tỷ lệ 5,9%. Năm 2016, các nhà nghiên cứu của Microsoft từng khẳng định họ đã xây dựng được một máy tính có thể đánh bại cả con người về khả năng nghe hiểu. Turn on bedroom light. It's that simple. Tiềm năng của công nghệ nhận dạng giọng nói rất lớn. Hiện nay, chúng ta mới chỉ khai thác được bề nổi, chứ chưa thực sự đi sâu. Công nghệ được sinh ra đã để làm cho cuộc sống dễ dàng hơn. Nhận dạng giọng nói chắc chắn sẽ không phải là một ngoại lệ. Thưa quý vị, Elsa Speak liên tiếp được báo chí và giới công nghệ quốc tế bình chọn là một trong những ứng dụng AI top đầu thế giới trong thời gian vừa qua bởi Fox Research Snipper Product Hunt. Speech Recognition có thể là một khái niệm không quá mới lạ, nhưng là một lĩnh vực rất khó cũng như là vô cùng đắt đỏ để có thể nghiên cứu và tạo dựng. Trên thế giới, chỉ có một số người khổng lồ công nghệ như Microsoft, Google hay Apple mới có nguồn lực để đầu tư vào lĩnh vực này. Theo các chuyên gia, Speech Recognition là giải pháp hiệu quả nhất trong việc dạy và học tiếng Anh ở những nơi tiếng Anh không phải là ngôn ngữ bản địa. Và bây giờ chúng ta quay trở lại với cuộc trò chuyện với Thạc sĩ Văn Đinh Hồng Vũ. Vâng, thưa chị, xin chị có thể cho biết là speech recognition của các ông lớn về công nghệ thì hoạt động như thế nào và cái điểm khác biệt giữa Elsa và những cái sản phẩm đó? Cái này là một câu hỏi rất là hay, và lúc mà tụi Vũ bước đầu đưa sản phẩm Elsa ra thị trường á, thì mọi người cũng đặt câu hỏi là tại sao phải học với Elsa mà không phải học với lại Google hoặc là Siri của Apple. Thì một cái rất là riêng của những công nghệ nhận diện giọng nói hiện giờ của các công ty khổng lồ nó như vậy. Có nghĩa là khi Google và Siri và App và Amazon họ build ra cái công nghệ nhận diện giọng nói á, thì mục tiêu của họ là làm thế nào để hiểu được mọi người trên thế giới nói tiếng Anh, dù là họ nói sai hay nói đúng, hoặc là họ nói với những cái giọng âm vùng miền khác nhau. Cái đó là sứ mệnh của họ, và cái thuật toán của họ là họ sẽ đoán được trong cái ngữ cảnh của mình và trong cái cách nói của mình thì hiện giờ mình đang nói từ gì, dù là từ đó được phát âm đúng hay sai. Thì khi mà bước đầu, khi mà tụi Vũ bắt đầu xây dựng Elsa ấy, thì tụi Vũ cũng không phải là tự mình muốn xây dựng cái công nghệ nhận diện giọng nói hoàn toàn từ bắt đầu, từ con số 0 đâu. Bởi vì giống như Phương Thanh có nói, đây là một cái chi phí khá là lớn, mà cho một đội ngũ rất là nhỏ và thiếu nguồn lực như mình thì nó sẽ là cái trở ngại rất là lớn trong cái công cuộc này. Nhưng mà bước đầu khi mà tụi Vũ xây dựng công nghệ Elsa dựa vào cái API của Google, là những cái mà mình có thể nối vào các công nghệ hiện có của Google hoặc là của Siri á, cái khó khăn là như vậy. Ví dụ như Google và Siri họ sẽ có một cái độ chấp nhận cái sự nói sai của bạn rất là lớn. Ví dụ bạn có thể nói sai, họ vẫn hiểu bạn. Nhưng mà khi mà mình đưa cái công nghệ đó vào Elsa thì cái điều duy nhất mà Google có thể làm được á, là họ sẽ chỉ ra là cái từ đó bạn đã nói sai, nhưng họ sẽ không biết được là bạn nói sai ở đâu và sẽ chỉ cho bạn sửa như thế nào. Thì đứng trên phương diện của một người học ngoại ngữ và đã nói chuyện với rất là nhiều các bạn học ngoại ngữ, thì nếu như Vũ nói một câu tiếng Anh và họ chỉ nói là câu đó sai rồi, cứ nói lại đi, thì Vũ sẽ không biết sửa như thế nào. Và giống như Vũ nói bước đầu ấy, sau 8 tuổi thì cái độ nghe của mình và phân biệt được sự đúng và sự sai giữa hai tiếng khác nhau là mình không thể làm được, trừ khi mình có một cái năng khiếu về âm nhạc và ngôn ngữ. Thì cho nên tụi Vũ mới quyết định là những cái công nghệ hiện giờ của Google, dù nó dùng để sử dụng công nghệ nhận diện giọng nói trong đời sống hàng ngày khá là tốt, nhưng nó không thể đáp ứng được cái nhu cầu trong việc học ngoại ngữ tiếng Anh. Mà vì đó tụi Vũ lại đưa ra một cái quyết định là mình sẽ xây dựng công nghệ của mình từ con số 0. Tụi mình tự xây dựng cái thuật toán, tự thu thập đi dữ liệu về để xây dựng cái mô hình này, sử dụng công nghệ trí học sâu và công nghệ máy học. Thì lúc đó tụi mình mới có thể đáp ứng được cái thuật toán này với cái mục đích riêng là nếu bạn đã nói từ này thì mình sẽ so sánh bạn nói với một người Mỹ nó sai hay đúng như thế nào, và tụi Vũ sẽ chỉ ra được chính xác là cái lỗi sai đó của bạn ở đâu. Thì đó là sự khác biệt khá là lớn. Cho nên nếu như bạn có thể nói chuyện với Google hoặc là Siri, họ có thể biết được là bạn đang nói, và có nhiều người bảo là khi mà mình nói với Google và Siri,
thì Siri đã hiểu mình rồi, thì tại sao nói với Elsa, Elsa lại chấm điểm cho mình sai? Bởi vì cái thuật toán của hai bên là khác nhau. Một bên thì mục đích của Google hoặc Siri đó là bạn nói sai cũng được, miễn sao mình hiểu là được. Còn bên Elsa thì giúp cho bạn chỉ ra là nếu như bạn nói sai, người bản xứ họ có thể không hiểu, máy có thể hiểu, nhưng người bản xứ có thể họ không hiểu mình, thì làm thế nào để bạn chỉnh lại cho nó đúng. Nghe chị Vũ chia sẻ thì chúng ta thấy là rõ ràng đây là một cái lĩnh vực mà khá là khó nuốt cũng như là đắt đỏ. Như vậy chị có thể chia sẻ là với một cái người phụ nữ Việt Nam mà khá nhỏ nhắn như chị, thì làm cách nào mình có thể chiêu mộ được nhân tài cũng như là gọi được một cái số vốn khá lớn như vậy ạ? Cái chiêu mộ nhân tài và gọi vốn từ những ngày đầu tiên là những cái khó khăn mà không phải chỉ bản thân Vũ mà những người sáng lập ở giai đoạn đầu ai cũng sẽ gặp phải. Nhưng đối với Vũ cái khó khăn hơn là Vũ không phải là một người làm kỹ thuật. Có một số bạn khi họ sáng lập họ sẽ là dân kỹ thuật, thì họ sẽ tự mình tạo ra những cái dòng thuật toán đầu tiên và có thể đưa sản phẩm ra thị trường. Đối với Vũ thì Vũ là dân học về giáo dục và là người làm giáo dục, nhưng Vũ lại không biết về kỹ thuật, cho nên cái khó khăn lớn nhất của Vũ bước đầu là làm thế nào để mình kêu gọi được những người chuyên gia giỏi nhất trên thế giới về làm với mình. Cái khó khăn ở đó là những chuyên gia thế giỏi về công nghệ trí tuệ nhân tạo và nhận diện giọng nói trên thế giới cũng không phải là quá nhiều. Và các công ty khổng lồ thì họ sẽ bằng mọi giá đưa ra những cái thu nhập và những cái lợi ích khá là lớn để họ chiêu mộ những người này về. Nhưng mình cũng có một cái lợi lớn hơn ở một cái công ty khởi nghiệp, đó là mình có một cái sứ mệnh mà rất là lớn, có thể thay đổi được toàn cầu. Thì khi mình đi ra chiêu mộ nhân tài, không phải ai, nhất là những người rất giỏi, không phải họ sẽ không phải làm chỉ vì tiền hoặc là vì lợi ích cho bản thân, mà họ muốn đem cái tài của họ ra làm được những cái ứng dụng có thể thay đổi thế giới. Thì cái câu chuyện mà Vũ muốn chia sẻ với mọi người là làm thế nào trên thế giới hiện giờ có khoảng 1,5 tỷ người học tiếng Anh và mọi người đều đang rất là khó khăn trong việc nói tiếng Anh tốt, và sự khác biệt giữa một người nói tiếng Anh tốt và một người nói tiếng Anh không tốt có thể thu nhập tăng gấp 2 lần. Thì Vũ đi chia sẻ những cái câu chuyện này và những cái sứ mệnh này thì khá là nhiều các bạn tài giỏi, họ không cần tiền nữa và họ chỉ muốn đưa cái tài của họ về để mà giúp cho thế giới. Thì Vũ cũng rất là may mắn gọi được một người đồng sáng lập là người một chuyên gia kỹ thuật khoảng 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, được chuyên gia rất là uy tín và đã có nhiều bằng sáng chế. Thì Vũ mời được anh về làm đồng sáng lập với Vũ để mà anh có thể giúp Vũ xây dựng cái phần công nghệ. Thì khi mà tụi Vũ xây dựng được phần công nghệ bước đầu rồi thì mình chứng tỏ được cho các nhà đầu tư là mình có hiểu được thị trường này, cái sản phẩm của mình nó sẽ thay đổi được thị trường như thế nào, và mình chứng tỏ được là thị trường này rất lớn. Bởi vì việc mà trên thế giới phải học tiếng Anh thì mình không cần phải thuyết phục nhà đầu tư là ai cũng phải học tiếng Anh. Tại vì tiếng Anh gần như trở thành ngôn ngữ toàn cầu, và với thế giới hiện nay các công ty phải làm việc đa quốc gia thì việc tiếng Anh nó không còn phải tranh cãi. Thì khi mà mình chứng tỏ được với nhà đầu tư là mình có một thị trường rất lớn, sản phẩm của mình đáp ứng được nhu cầu thị trường và mình là những người có hoàn toàn có khả năng tạo ra được những sản phẩm như vậy, thì họ sẽ tin tưởng mình và họ sẽ muốn tham gia cùng với mình trong một cái họ gọi là giống như là muốn tham gia để trở thành một cái xây dựng nên một công ty sản phẩm toàn cầu sau này. Cũng sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 thì không biết Elsa có hoạt động hỗ trợ gì cho giáo viên cũng như là học sinh trong việc học tiếng Anh ạ? Như Vũ chia sẻ từ ban đầu á, thì một trong những cái khó khăn của người Việt mình học tiếng Anh, dù là các bạn đã học rất nhiều nhưng vẫn còn nói bập bẹ, nó đến một phần từ cái cách dạy tiếng Anh từ trong nhà trường. Và là một người làm giáo dục thì Vũ tin rằng giáo dục thay đổi được đi xa nhất sẽ bắt đầu từ những người thầy và những người cô. Tại vì Vũ có nói được tiếng Anh tốt như bây giờ cũng nhờ những người thầy ngay từ những ngày đầu đã dạy cho Vũ những cái nguyên tắc học tiếng Anh nói căn bản, hoặc là sau này Vũ nói được tiếng Anh hay hơn vì Vũ có người bạn mà Vũ coi như là người thầy. Thì Vũ tin là thầy cô sẽ là người đóng vai trò lớn nhất trong cái chặng đường này. Tại vì cuối cùng những công cụ như Elsa nó chỉ là công cụ, mà nếu như các bạn không được hướng dẫn một hướng chính xác các bạn nên làm gì thì các bạn sẽ không biết được những công cụ mới. Thì trong nhân ngày Nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11 thì tụi Vũ cũng đã phát động một chương trình là Thầy cô Việt dạy tiếng Anh hay. Chương trình này có một số cái yếu tố chính. Thứ nhất là tụi Vũ sẽ tặng một cái tài khoản Elsa Speak trọn đời cho toàn bộ các thầy cô dạy tiếng Anh trên toàn quốc, không cần biết là các thầy cô dạy cho trường công hay trường tư,
trường đại học hay trường cấp 2, cấp 3, cấp 1. Và Vũ cũng hy vọng là các thầy cô cũng có cơ hội để sử dụng Elsa, để biết Elsa là gì, để biết những công cụ mới mà mình có thể chia sẻ cho học sinh là ai, và cũng có thể giúp thầy cô một phần trong việc nói tiếng Anh của bản thân. Và tiếp theo là tụi mình sẽ đưa ra những cái chính chương trình là Teacher Dashboard, là một cái nền tảng dành riêng cho giáo viên, thì giáo viên sẽ có thể hoàn toàn bước vào để mà chia sẻ những cái giáo trình họ đã dạy cho học sinh, có thể thay đổi theo từng giáo trình cho phù hợp với học viên của mình, và giáo viên có thể theo dõi tiến độ của học viên trong việc học nói. Điều này để giúp một phần là giáo viên trên lớp họ chỉ cần tập trung vào những kỹ năng mà họ rất giỏi, là họ có thể dạy học viên về ngữ pháp, về từ vựng, và học viên chỉ cần về nhà luyện nói với Elsa, thì giáo viên sẽ biết được coi là học viên nói được phần nào tốt và phần nào không tốt, thì họ sẽ có thể lên lớp họ chỉ cần tập trung vào mảng đó mà họ không cần phải tốn quá nhiều thời gian với một kèm một, bởi vì nguồn lực của giáo viên thì cũng có hạn và thời gian cũng có hạn. Thì cuối cùng là tụi Vũ sẽ đưa ra một chương trình là xây dựng giáo trình Elsa cùng với các giáo viên, để mà tất cả những giáo viên có khả năng có thể đóng góp cái giáo trình của họ lên trên cái nền tảng Elsa, để không chỉ học viên của người Việt mà học viên trên toàn thế giới có thể được tiếp cận những bài giảng rất là hay của giáo viên người Việt, và có thể học nói tiếng Anh hay hơn. Thì đó là những cái ước nguyện của Vũ, làm thế nào để các thầy cô có thể bước là một phần trong cái chặng đường giúp cho cộng đồng người Việt mình. Elsa chỉ là một cái phần hạt cát rất là nhỏ để đóng góp, thì thầy cô sẽ giúp cho tụi Vũ, giúp cho những thế hệ sau của người Việt nói tiếng Anh tốt hơn, và mình sẽ tự tin hơn, và nhờ đó mình có thể bước xa hơn trong cái quá trình hội nhập toàn cầu. Vâng, với những gì chị Vũ vừa mới chia sẻ thì có một thông tin mà chúng tôi muốn cung cấp thêm, đó là Elsa Speak không chỉ gọi vốn thành công vòng Pre-A trước Serie A với con số là 3,2 triệu đô la Mỹ từ Silicon Valley, mà còn được Forbes nhắc đến trong danh sách 4 công ty sử dụng AI trí tuệ nhân tạo thay đổi thế giới, và lọt vào top 5 các ứng dụng AI hàng đầu hiện nay trên toàn cầu, sánh vai cùng Cortana của Microsoft và Google Allo sau gần 3 năm ra đời. Và chúc chị Vũ cũng như là đội ngũ của mình sẽ tiếp tục gặt hái thêm được nhiều thành công, và một lần nữa xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Phương Thanh. Thưa quý vị, ứng dụng của trí tuệ nhân tạo vào đời sống có thể nói là không mới. Tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo càng được thể hiện rõ khi đầu tháng này, Google tuyên bố họ sẽ trao ngay 25 triệu đô la Mỹ trong cuộc thi AI Impact Challenge do chính hãng khởi xướng. Đây được xem là bước đi thông minh của hãng công nghệ để thúc đẩy nhân tài từ khắp nơi trên thế giới cùng hướng đến việc phát triển trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ giải quyết các vấn nạn toàn cầu. Ngày nay, trí tuệ nhân tạo đang góp phần thay đổi sâu sắc nhiều khía cạnh của cuộc sống, dần trở thành một yếu tố quan trọng trong hoạt động muôn màu muôn vẻ của nhân loại. Mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây. Theo Google, cuộc thi được tổ chức nhằm thu hút các tổ chức phi lợi nhuận, trường đại học và các tổ chức khác không phải là doanh nghiệp của thung lũng Silicon vào tương lai phát triển của nghiên cứu và ứng dụng AI trong giải quyết các vấn đề của các lĩnh vực như khoa học môi trường, chăm sóc sức khỏe và bảo tồn động vật hoang dã. Google sẽ trao giải thưởng lên tới 25 triệu đô la Mỹ cho một số thí sinh để giúp biến những ý tưởng thành hành động tốt nhất. Là một phần của cuộc thi, Google sẽ cung cấp tài nguyên đám mây cho các dự án đoạt giải. Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo tại hội nghị nhà phát triển ứng dụng của Google I/O năm tới. Bên cạnh đó, cuộc thi với phần thưởng lên tới 25 triệu đô la này được cho là sẽ tác động mạnh mẽ tới suy nghĩ của công chúng về các vấn đề xã hội. Theo Google, trí tuệ nhân tạo được tạo ra vì lợi ích của nhân loại, do đó phải tuyệt đối tuân theo các quy chuẩn đạo đức. Trước đó, gã khổng lồ từng cam kết sẽ không bao giờ phát triển trí tuệ nhân tạo phục vụ cho mục đích quân sự. Liên quan đến các kế hoạch phát triển AI, chính phủ Canada giữa tháng 10 qua thông báo sẽ tổ chức hội nghị về trí tuệ nhân tạo của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 vào ngày 6 tháng 12 tới. Hội nghị dự kiến sẽ xoay quanh vấn đề làm thế nào để khai thác tiềm năng của AI nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định và bao trùm. Chương trình tham vấn chuyên gia tuần này xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình được phát sóng vào lúc 15 giờ 40 phút thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Chân thành cảm ơn Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.